đây là rau chả và tất cả đồ ở đây Phi Nhung sẽ đem tới phường 26 quận Bình Thạnh của Phi Nhung để giao tới cho bà con cô bác của mình, mỗi người một ít trong cái mùa dịch này. Mong tất cả bà con cô bác mình thông cảm cho nha. Ok, Hoa Mỹ nhận dùm luôn nha. Thank you. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.